Đất nông nghiệp có được phép xây nhà hay là không theo luật đất đai mới nhất là năm 2024? Thì để trả lời cho câu hỏi này thì anh chị cùng nhìn lên bức ảnh này. Đây chính là mảnh đất rộng 161 m² có 30 m² thổ cư, còn lại là đất cây lâu năm thuộc địa phận xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây. Thì câu chuyện là năm 2023 anh chủ nhà có mua mảnh đất này với giá là 50 triệu đồng và xây dựng căn nhà kiên cố xây 3 tầng với một độ xây dựng của căn nhà này khoảng là 80%. Thì tính ra đã xây lên cả phần đất của cây lâu năm còn lại ấy. Thì anh chủ nhà này nghĩ câu chuyện là bình thường và cứ thế ở thôi. Và đến cuối năm 2019 khi anh chủ nhà này lâm vào cảnh nợ nần vì đỏ đen nên phải bán với cái giá rất là rẻ và mãi chả bán được, và đến hiện tại là đã hơn 3 năm, gần 4 năm thì vẫn không thể bán được. Là vì sao anh chị biết không? Không phải là không có khách mua hay là không có người hỏi, mà là mảnh đất này không thể mua bán chuyển nhượng được vì đã xây nhà kiên cố trên đất nông nghiệp, không thể sang tên công chứng được. Và nếu có thể sang tên công chứng thì sẽ mất rất là nhiều tiền bằng cái tiền lên thổ cư. Và đến ngày hôm nay thì thời điểm hiện tại thì anh phải dỡ bỏ căn nhà 3 tầng thì mới có thể bán cho người khác được. Qua câu chuyện trên anh chị cũng có thể thấy đất nông nghiệp thì chỉ để làm nông nghiệp, không được xây dựng nhà cửa. Và có xây dựng nhà cửa thì chỉ nên xây dựng nhà tạm hay dựng lán ở tạm thôi anh chị ạ. Còn có lỡ xây nhà kiên cố trên đất nông nghiệp và sử dụng lâu năm rồi ấy, thì làm hồ sơ xin chuyển đổi cái phần diện tích đất đã xây lên đất ở đi, xem địa phương họ có chấp nhận được hay không. Nếu không chấp nhận được thì chắc cũng đành chịu. Nhiều trường hợp là phải tháo dỡ trả lại hiện trạng đất ban đầu lắm rồi anh chị ạ. Luật sẽ ngày càng khó nên anh chị cân nhắc những vướng mắc gì thì nên đi gỡ luôn đi. Chúc anh chị thành công. Xin chào.